Chào mọi người xem video của mình. Bây giờ là buổi chiều, mình với bà ngoại. Bà đây là bà ngoại mình, 75 tuổi rồi, đi ra tảo mộ ngoài. Này là chiều 25 rồi. Đi ra tảo mộ xem coi. À, ông ngoại là mất hồi lúc mẹ còn nhỏ xíu à. Nên là mất cũng lâu hết rồi. Mã nằm ngay chỗ này. Dễ đi mà. Chứ hụt rồi không? Thôi có đốt gì đâu. Dạ. Yeah. Mộ này nó thấp. Giờ phải dọn sơ sơ đúng không? Thì đó giờ nó dụng dụng rồi. Này hả? Từ từ. Đây là đi. Dụng luôn đây. Mấy cái giữa này mà không ấy thì nó muốn ra lại nè. Rồi giờ đốt nhang. Bây giờ hai bà cháu làm xong rồi, đốt nhang thôi. Cho tiễn không? Về. Ông ở đây, ông đi dịp hoài đi. Má không? Ngồi nè. Mày ở đây, tao tao về đó. Tiền nhà bà nó có đốt không mày?
Ôi. Để gì chưa? Thôi đút ba cái. Đút ba cái đi, lấy ít 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 thì còn ít lại dằn nữa thôi. Bye. Về thôi. Bây giờ là ôi trời, 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ hai bà cháu đi về. Đây là bà ngoại. Qua năm sau đi. Qua năm sau đi tiếp. Bây giờ ráng giữ gìn sức khỏe, qua năm sau đi tiếp. Bây giờ hai bà cháu đi về thôi. Bye bye mọi người. Bye.